Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang là địa bàn phức tạp với khoảng 10.000 lao động từ khắp nơi tới làm việc tại dự án Vinhome. Thời gian qua, công an địa phương tăng cường ra quân, mở các đợt cao điểm kiểm tra, rà soát để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Đấy ở chỗ bạn ấy tên là Hoàng, nó ở Sơn La, nhưng mà cũng không quen biết nó đấy. Lúc ấy ở trọ gần nhau cùng nhau ấy, bạn ấy bảo bán ma túy hộ tớ cho sử dụng. Ta gói một gói là 100.000. Lò Văn Thành, quê tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và đang làm công nhân xây dựng tại dự án Dream City. Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Thành bị công an huyện Văn Giang bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép 33 viên ma túy có tổng khối lượng 1,354 gram. Đối tượng khai nhận từng mua và bán ma túy cho các công nhân khác tại công trình đang làm việc. Trong thời gian qua, lực lượng công an tỉnh, công an huyện Văn Giang và công an xã Nghĩa Trụ đã mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại xã Nghĩa Trụ. Kết quả khám phá 44 vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, 10 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ gần 90 đối tượng. Trong đó riêng xã Nghĩa Trụ có 40 vụ việc được triệt phá. Trong đợt dịp Tết Nguyên đán này, công an huyện Văn Giang đã phối hợp với cả lực lượng công an xã đi tuần tra, kiểm tra các tuyến đường, các tụ điểm về phức tạp về an ninh trật tự ở trên địa bàn huyện Văn Giang. Trong đó tập trung vào các loại tội phạm về trộm cắp tài sản, cờ bạc, pháo nổ, ma túy. Khi có sự việc xảy ra thì sẽ huy động lực lượng để đi giải quyết các vụ việc. Đây là một buổi tuần tra của các chiến sĩ công an xã Nghĩa Trụ. Trong đó đã tuyên truyền tới các hộ dân trên địa bàn xã đảm bảo an ninh trật tự, bảo quản tài sản. Đặc biệt, các hộ kinh doanh đều phải ký cam kết về phòng cháy chữa cháy, không gây rối trật tự công cộng, khuyến khích người dân tố giác tội phạm, trộm cướp và các đối tượng tàng trữ, sử dụng chất ma túy. Khi mà khách hàng ăn uống tại nhà hàng mà có hơi quá chén một chút thì nhà hàng cũng luôn là khuyến khích khách hàng là đi taxi, không tự lái xe. Tại vì như vậy thì thứ nhất là không đảm bảo an toàn cho bản thân, thứ hai là cũng vi phạm những cái quy định của pháp luật. Số công nhân là người ta vào mua bán một lúc là cũng khá đông, cho nên cái việc mà bảo quản tài sản ấy, thì một gia đình là hơi khó. Có khi phải kèm theo khoảng mấy người nữa thì mới bảo quản được. Hệ thống camera nhà tôi là coi hiện nay là lắp 6 mắt, chứ không là coi là cứ mất trộm cắp liên tục ấy mà. Tình hình an ninh trật tự của địa phương thì trong cái khu dân cư đến thời điểm hiện tại là cũng vẫn đang ổn định, vẫn chưa có cái dấu hiệu gì. Đối với ở trong cái công trường thì do là cái lực lượng anh em cũng mỏng, lực lượng công trường nó rộng nên là cũng còn có nhiều cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình quản lý cái đối tượng lao động từ các tỉnh ngoài đến. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề, đảm bảo an ninh trật tự, không xảy ra những vụ việc tai tệ nạn xã hội là cơ sở để nhân dân đón một cái Tết sum vầy, đầm ấm.